lục đục nội bộ trong việc thông qua mức trần giá dầu Nga. Ngày 23 tháng 11, Liên minh châu EU vẫn chưa thống nhất được dự thảo về việc đặt ra mức trần cho dầu Nga sau cuộc họp của các thành viên diễn ra tại thủ đô Brussels, Bỉ, theo hãng tin Bloomberg. Theo đó, Brussels đưa ra đề xuất cho mức trần giá dầu Nga là 65 đô la Mỹ trên một thùng. Tuy nhiên, mức giá này đã bị nhiều thành viên trong khối phản đối. Cụ thể, Ba Lan và một số nước vùng Baltic đã từ chối mức giá trần trên và cho rằng mức giá đó là quá hào phóng với Nga. Còn các thành viên khác như Hy Lạp và Malta cho rằng mức trần không được dưới 70 đô la Mỹ trên một thùng. Trong khi đó, một số nước hiện đang có các giao dịch về dầu với Nga cũng không đồng thuận với mức trần trên và muốn có thêm thời gian để giao dịch dầu với Nga. Theo Bloomberg, cuộc thảo luận trên cho thấy rằng khối EU vẫn còn đang xa cách về việc thống nhất mức trần giá dầu Nga. Các bộ trưởng năng lượng của EU dự kiến sẽ có thêm một cuộc họp khác vào ngày 24 tháng 11 để bàn về các biện pháp kiềm chế giá khí đốt. Cuộc họp này dự kiến sẽ có sự tham gia của Washington, theo Bloomberg. Sáng kiến về việc đưa ra mức trần giá dầu Nga được G7, nhóm 7 nền kinh tế lớn gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada, Nhật Bản đề xuất lần đầu tiên vào hồi tháng 9. Theo đó, các nước phương Tây sẽ kêu gọi tất cả các nước nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga cam kết sẽ chỉ mua với mức giá bằng hoặc thấp hơn giá trần. Theo ông Simone Tagliapietra, một thành viên cấp cao của Viện Nghiên cứu Brugel ở Brussels nói với Bloomberg rằng, cho dù dự thảo về mức trần giá dầu Nga được thông qua, thì điều này vẫn không ảnh hưởng gì đến các giao dịch về dầu Nga với các đối tác. Ông Tagliapietra nói rằng, dầu Nga hiện được giao dịch ở mức chiết khấu đáng kể so với dầu Brent với mức 65 đô la Mỹ trên một thùng, nên việc thông qua mức giá trần tương tự sẽ không gây hại gì cho Nga. Trong khi việc thống nhất mức trần giá dầu Nga vẫn chưa được thông qua, mới đây, ngày 23 tháng 11, Ủy viên về Năng lượng của EU, bà Kadri Simon cho biết rằng EU đã loại bỏ việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga bằng nhiên liệu hóa lỏng LNG từ các nguồn cung thay thế đáng tin cậy, theo hãng tin Reuters. Theo Ủy ban châu Âu, từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, tổng khối lượng nhập khẩu khí đốt của Nga, trong đó có LNG, đã giảm hơn 39 tỷ mét khối. Trong khi đó, nguồn cung LNG từ Mỹ tới EU đã tăng hơn 80% so với năm 2021. Chuyển sang phần tin quốc tế, Bắc Kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực và mang tính xây dựng đối với sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Đã được Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hoàng nêu ra trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jong-suk Campuchia ngày hôm qua. Trong cuộc hội đàm, Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa kêu gọi các bên liên quan giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại. Về phần mình, Bộ trưởng Lee đã bác bỏ tuyên bố của Triều Tiên rằng việc nước này lực hạt nhân và tên lửa là để phản ứng với các cuộc tập trận quân sự Hàn-Mỹ cũng như các mối đe dọa của Washington. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đề nghị Trung Quốc đóng một vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, cũng như khuyến khích nước này quay lại đối thoại. Bên cạnh đó, hai bộ trưởng cũng nhất trí bình thường hóa và mở rộng giao lưu nhân dân trong lĩnh vực quốc phòng, bao gồm việc nối lại đối thoại quốc phòng cấp thứ trưởng vốn bị hủy từ năm 2019. Ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này đã sẵn sàng mở rộng xuất khẩu phân bón ra thị trường thế giới và hợp tác với tất cả các đối tác trong lĩnh vực này nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung hiện nay. Tuyên bố Tổng thống Putin đã phản đối việc ngăn chặn nguồn cung phân bón của Nga, dẫn đến những nước có nhu cầu, đồng thời cho rằng những rào cản này sẽ chỉ tác động tiêu cực đến thị trường thế giới. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định Moscow vẫn đang xúc tiến hoạt động xuất khẩu và sẵn sàng cung ứng cho tất cả các đối tác. Bên cạnh đó, ông Putin cũng ủng hộ đề xuất kêu gọi Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu hỗ trợ nhằm giúp dỡ bỏ phong tỏa đối với 260.000 tấn phân bón của Nga đang bị kẹt tại các cảng ở châu Âu do các lệnh trừng phạt và Nga sẵn sàng cung cấp miễn phí lượng phân bón này cho những nước có nhu cầu. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Nga đã nhiều lần bày tỏ mong muốn sản phẩm ngũ cốc và phân bón của nước này nằm là một phần trong thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, văn kiện được Nga và Ukraine ký riêng rẽ với Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ và vừa được gia hạn thêm 4 tháng vào hồi cuối tuần trước. Ngày hôm qua 23 tháng 11, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cho rằng việc gây áp lực chính trị và đưa ra những nghị quyết trừng phạt Tehran không phải là giải pháp để tháo gỡ các vấn đề giữa Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Ngược lại, sẽ dẫn đến những phản ứng đáp trả của nước này. Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran
Ahmad Al-Lami cho lưu ý rằng Iran đã nâng cao năng lực làm giàu urani tại cơ sở Natan và Fordo, khẳng định toàn bộ quá trình vận hành nằm trong khuôn khổ các quy định của EIA. Trước đó, ngày 22 tháng 11, Iran thông báo bắt đầu làm giàu urani ở mức 60%, một bước tiến quan trọng tiến tới mục tiêu làm giàu urani ở cấp độ vũ khí. Và ngay lập tức, Mỹ, Anh, Pháp và Đức đã lên tiếng bày tỏ quan ngại trước động thái này. Tuần trước, IAEA đã lần thứ hai trong năm nay thông qua nghị quyết kêu gọi Iran hợp tác với các giám sát viên trong việc điều tra các dấu vết hạt nhân tại một số cơ sở chưa được công bố. Vào ngày 23 tháng 11, Tòa án Tối cao Anh đã bác bỏ kế hoạch tổ chức bỏ phiếu lần hai vào năm 2023 về việc là tách ra độc lập của vùng lãnh thổ Scotland mà không có sự đồng thuận từ chính quyền trung ương ở London. Tòa án Tối cao Anh cho biết là cơ chế phân quyền mà Scotland đang tuân theo, quyền hạn phê chuẩn việc tổ chức trưng cầu ý dân về vấn đề độc lập của một vùng lãnh thổ, quyền Quốc hội Anh. Do đó, Nghị viện vùng Scotland không có quyền hạn thực hiện việc này. Theo kế hoạch của Đảng Dân tộc Scotland, SNP, đảng đứng đầu chính quyền vùng, cuộc bầu cử chính quyền và Nghị viện vùng trong năm 2023 sẽ trở thành một cuộc trên danh nghĩa về việc tách ra độc lập cho vùng lãnh thổ này. Thủ hiến vùng Scotland và cũng là lãnh đạo SNP cho biết tôn trọng phán quyết của tòa án. Đến nay, chính quyền Anh khẳng định tôn trọng kết quả của cuộc trưng cầu ý dân năm 2014 với 55% người dân Scotland phản đối tách ra độc lập. Hôm qua, lực lượng cảnh sát thành phố Chesapeake, bang Virginia của Mỹ đã xác nhận có ít nhất 7 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ xả súng trước đó một ngày tại một siêu thị Walmart ở thành phố này. Thông báo của cảnh sát trưởng thành phố Chesapeake cho biết hung thủ là nhân viên làm việc tại siêu thị và sử dụng súng ngắn để thực hiện vụ tấn công. Hung thủ đã sát hại 6 người trước khi nổ súng tự sát. Hiện danh tính của đối tượng này vẫn chưa được công bố, trong khi động cơ vụ việc vẫn đang được điều tra để làm rõ. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án vụ xả súng, coi đây là không thể chấp nhận được, đồng thời kêu gọi cải cách luật quản lý súng đạn tại nước này. Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh nước Mỹ cần có những hành động mạnh mẽ hơn nhằm giải quyết vấn nạn súng đạn đang vô cùng nhức nhối hiện nay. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau vụ xả súng tại một hộp đêm ở thành phố Colorado Springs ở bang Colorado, khiến 5 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương. Thưa quý vị, theo khảo sát của Liên đoàn Nông trại Mỹ, chi phí cho bữa tối lễ tạ ơn năm nay cao nhất trong 37 năm qua và đắt hơn 20% so với năm 2021. Bữa tiệc trung bình cho 10 người thì có giá gần 65 đô la Mỹ. Vâng, và để đối phó với cơn bão giá cả thì người dân Mỹ đã bắt buộc phải cắt giảm phần nào chi phí, khiến cho lễ tạ ơn thiếu đi phần trọn vẹn. Dành thời gian quây quần bên gia đình và bạn bè vào lễ tạ ơn là một truyền thống quan trọng đối với rất nhiều người Mỹ. Tuy nhiên, lễ tạ ơn năm nay sẽ khác. Chúng tôi phải cắt giảm về mọi mặt, giá cả Tây. Rồi thực phẩm quá đắt đỏ, cũng có nghĩa là bữa tối tạ ơn sẽ không được đầy đủ, và số bạn bè chúng tôi mời đến cũng sẽ giảm đi. Giá cả tăng cao ảnh hưởng đến lối sống, đến cách mua sắm của mỗi người. Trước đây tôi có thể mua 4 đến 5 món đồ, nhưng giờ chỉ mua được 2 hoặc 3 món thôi là mừng rồi. Người tiêu dùng Mỹ đón lễ tạ ơn trong tâm thế tiết kiệm đến từng đô la. Lạm phát kéo dài đã đẩy giá tất cả các mặt hàng chủ lực cho dịp lễ tăng cao. Theo Cục Nông trại Mỹ, giá gà Tây năm nay đắt hơn 21% so với năm ngoái. Trong khi đó, giá khoai lang tăng 11% và giá nhân nhồi cũng tăng khoảng 70%. Giá cả leo thang, đồng nghĩa với bữa ăn sẽ nhỏ lại. Tôi cũng không dám chắc mình có thể làm được bao nhiêu món cho lễ tạ ơn năm nay nữa. Một cuộc khảo sát gần đây của công ty Personal Capital cho thấy 88% người Mỹ quyết định cắt giảm ít nhất một món ăn, hơn 50% nhất trí rằng sẽ tổ chức ngày lễ một cách tiết kiệm nhất có thể. Ngoài các yếu tố như gián đoạn chuỗi cung ứng và xung đột Nga-Ukraine, lạm phát đang làm giảm sức mua của người tiêu dùng và góp phần làm tăng chi phí cho tiệc lễ tạ ơn năm nay của người Mỹ. Chi phí đi lại cũng đắt đỏ hơn khi hàng triệu người Mỹ bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài cuối tuần này. Giá vé máy bay nội địa trung bình rơi vào khoảng 350 đô la Mỹ, cao hơn 43% so với năm 2021.
Các thành viên trong gia đình chúng tôi sống rải rác ở khắp nơi, từ Ohio đến Arizona, và chúng tôi sẽ mất một số tiền khổng lồ để di chuyển, dù rất muốn gặp mặt người thân, nhưng vô cùng khó khăn để làm được điều đó. Giá máy bay cao khiến nhiều người lựa chọn tàu hỏa để tiết kiệm hầu bao. Nhiều người Mỹ cũng chia sẻ về cách tiết kiệm trong dịp lễ Tạ ơn năm nay, đó là thay vì đi nghỉ đúng vào ngày lễ, nhiều gia đình chọn cách đặt vé đi sớm hơn và trở về nhà muộn hơn. Điều này cũng cắt giảm phần nào chi phí khi vật giá leo thang và lạm phát đang gây đau đầu cho hầu hết người tiêu dùng Mỹ.